Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huyền. Nơi đó châu Âu cuộc sống áo. Hôm nay cuối tuần, xin mời các bạn vào bếp cùng với Huyền nấu món chè hạt sen thập cẩm. Hạt sen Huyền đã ngâm xong rồi. Táo 130g, đường phèn 150g, nhãn nhục 100g. Huyền cho 2 miếng khổ tay nha. Với lại 1 ít muối. Bây giờ đầu tiên thì Huyền đi nấu hạt sen cho mềm nha. Thì mình sẽ bỏ những cái thứ này vào trong chung luôn. Món chè này cũng đơn giản nha các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị nước đi nấu hạt sen nha. Hạt sen đã chín rồi nè các bạn. Giờ mình bỏ táo vô nha. Mình bỏ tí muối nha. Bây giờ mình đi cắt cái khổ tay. Lát mình bỏ vô đây luôn. Bây giờ mình bỏ đường phèn vô nha các bạn. Mình bỏ khổ tay vô các bạn. Bỏ nhãn nhục vô luôn rồi, coi như xong rồi các bạn. Đường đã tan hết rồi. Giờ múc ra chén nha các bạn. Video về nấu chè giải nhiệt cho mùa hè của Huyền tạm dừng ở đây nha các bạn. Hẹn các bạn vào video kỳ tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn, bye bye.